là lân Phúc Lộc Đường ở Hòa Hiệp Trung Đông Hòa nha cả nhà. Đội lân lớn ở thị xã Đông Hòa. Hiện tại thì bà con tập trung và chuẩn bị xem lân múa rất là đông này. À, mình thấy đặc biệt là lân Phúc Lộc Đường có cả bạn nữ nữa, các bạn nữ cũng tham gia múa lân. Lân này có con rồng khá dài, rất là hoành tráng luôn. Wow, quá đẹp luôn.
Thank you.
quá trời hay luôn. Tôi thấy mỗi địa phương ở Phú Yên những nhiều đội văn múa theo một cách khác nhau. Vừa tới đây, vừa tới trung thu và không khí rất là rộn ràng rồi cả nhà. Giờ đang sẽ bắt đầu múa nha. Mình thấy dàn lân Phúc Lộc Đường khá dài và rất là hoành tráng luôn. Tình trạng kẹt xe khi mà tới mùa lân trung thu rất là thường xuyên xảy ra, nhưng mọi người mình thấy rất là vui vẻ. Dàn rất là dài luôn cả nhà. Lân mình thấy có ba bạn nữ khá lạ và các bạn nữ cũng khá xinh xắn luôn. Đây mới là không khí trung thu ở Phú Yên nha cả nhà. Mỗi khi có đồn lân múa ở khu vực nào thì khu vực đó thường sẽ xảy ra tình trạng kẹt xe. Bây giờ lân sẽ tiếp tục múa ở khu vực này. Các bạn thấy dòng người chạy theo đồn lân khá nhiều.